Mai mới dình được hôm chủ nhật mát rồi. Nắng lâu lắm rồi. Đây trộn mồi cả làng C. Ông anh và cả hai cô em đi câu. Đây làng C đây anh em. Mồi đây, mồi hôm trước trộn bán anh em đây. Đấy. Chắc phải gần tháng rồi mới có cái video. Ôi giời. Cá mú treo đây. Một tí lôi lên sau. Này nói chuyện như này. Gái à? Sao nó đang đi làm? Nó không nghe máy, chắc nó đang lái xe. Con này tên gì nhỉ? Anh quên mất chương mẹ. Trình chủ nhật. Ừ. Chơi chơi. Hôm nay ăn chậm nhưng mà chơi. Chơi. Thế thì mấy mà quẩy luôn. Vào chỗ đã. Con trâu này nhìn màu già nhỉ, nhảy dài nhỉ, cũ đấy. Còn trâu kia trong kia màu con già hơn. Mấy con này, tất cả mấy con, gần chục con thật hay đùa? Ơi em ơi, bỏ mẹ, u đi mẹ, con kia to, con trâu to cái cướp này. Nhờ. Ui. Màu gà chưa? To nhất từ hôm đi câu còn gì. Ôi, nay mua ốp đôi cơ. Con trôi to. Kinh. Ấy. Rồi. Khủng long rồi. Bên này khủng long rồi. À, ngoài. Du phi. Vừa bụng. Mà chúng lỗ đít còn đấy chết. Ui. Con to lúc nãy dòng sướng không? Ai dòng à? Anh dòng, Trinh vượt. Lúc bây giờ Hải chưa xuống à? Hải ở đây luôn, anh với Hải đi cùng nhau, anh đeo Hải. Phi. Chưa. Còn anh Hải nhà nữa. Kìa tuột ốp kìa. À, đây là quả ngoại mục cá lôi máy xuống nước. Lôi mất máy luôn. Ôi, tin đi. Máy thì câu kéo này không để ý máy câu cứ. Không có ấy, ông anh Quang chuẩn tất một phát trúng luôn, một phát trúng luôn cái máy câu. Hải nói tinh, Hải nói nhìn điểm này. Mà nhiều nhiều hôm là cái con thính nó mà dò vãi mới được. Thế Trinh thì anh bảo chuẩn nhá. Ở đấy ném chỗ đấy là dính cá to. Anh Hải ơi, mò mọi cửa tôi móc móc máy đấy. Nó trên này này, trước mắt kia anh Hải ơi. Ê, bên trái kia, cá nó nằm bên trái kia. Trái thì trái phải gỡ theo đường dây chứ nó quấn đầy cây. Móc mày đấy, trở ra đường dây rồi. Đấy, trở rồi. Cá nồi mất hình. Cá lôi phát máy câu chạy xong sang chui vào trong kia luôn. Em xem nó vướng ở đâu thì cứ luồn cái máy theo ấy Hải ạ. À. Xong là cuối cùng thì nó đến con cá. Này nó lội xuống lại phải động mất tiếng. Cá lôi mất máy câu, vướng mặt. Thịt vời.
Nhưng mà cái máy nó chìm xuống nước nhưng mà nó vẫn dê 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 được tăm thế đấy. Khỏe, chứng tỏ con này khỏe. Nếu mà to thì để ý nhá, giật 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 là nó tung mất đấy. Lúc nào lôi được ra thì cho cước dài dài ra tí xong mà cầm kéo sang bên Anh này. Hải ơi, ở đấy có cái thắt nhọn của bên tường nhỉ? Nó biết đấy mà. Anh ấy nhảy xuống phát đấy, nó mày phải nhảy cắm đầu xuống luôn đây. Mày túm cái máy. Anh không có vợ. Để nó lôi kia. Đây, thế là coi như là lại động này lại mất một tiếng của chơi. Thế hôm nay vứt té máy rồi đấy để câu. Thấy hàng chưa em ơi? Mà chạy nó quấn vào đùi nó lại cắm một lễ vào đấy nó chạy nó thì sao đùa mệt phết đấy. Hôm trước một lần em ra đấy em gỡ em phải bóp bóp con trôi chết luôn này. Bóp chết sờ không dậy nữa mới dám sờ vào lưỡi đi. Tổ. Còn cá không? Còn không nhỉ? Vào đây nó bung từ khi mắc vào xương mang hoặc là xương quay thì nó còn Đây nó chỉ đóng vào mồm thì nó mồm hoang mày mồm này. sợ nó cuốn nó rằng ngoái lưỡi này to thì sợ mỗi nó vướng vào cây xong rồi nó cứ thế nó giật. Lúc nó giật mà nó vào đây nó giật bung cây Động rồi, cái này động. cá đấy nó lại ra hết. Mấy con cá trú ở đấy là sợ chạy ra ngoài hết. Mất cả rồi à? Thế mày hè đi mày. Mất cả rồi. Đấy rồi, anh em. Dính chắp củ nhá. Lăng Đây xê rồi, nhá. tôi đây. Lăng xê nhá. Ơi. Chơi cái máy này không? Có máy ngon. Máy xịn đấy. Đấy, đâu. Đâu cả ra đây. Vẫn còn mùi trong lò xo gớm. Ai ra ngon đấy đẹp nhỉ. Ui con nó bụng mắc mắc cửa ấy lâu nó bị truy ra kìa, mắc tiêu lâu mang lưỡi câu lâu cả cân máy theo bộ cả cân đấy hàng nhập bên tàu về đấy hàng nhập ở bên tàu. Em mua cái máy 6 triệu mà đéo cái máy tàu 6 con cá to to mà chả để kêu đấy ba tiêu lại dính rồi kìa chỉ xét 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 máy tàu kêu không 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 mình cứ làm tròn như thế sao ăn mà mình hết giờ rồi nha chú nha có tự ăn mà hết giờ rồi tự ăn là xong mình chặt nó dính nó móc này nó ăn mà móc luôn. Đây thằng Lưu Manh à. Đây con làm gì có ấy đâu, phải buộc váy vào làm à? Gì? Vào nó. À thằng này mua trên mạng. Sỏi Lưu Manh lắm. Quay ra đây nói với cam chừng. Thằng này cũng vừa được học mấy con Yên Bái đâu, nói chuyện gần chết kinh. Nè, lại còn lên tận Yên Bái. Địt vãi con trôi to phết nhờ. Đấy, một trôi to hai trôi to này hai trôi to hai chép hai trôi to hai trôi to một chép to đấy ok anh em lăng xê đấy của chắc là của ông kia em vuốt thế hỏng cong đây em phải dụ.